Thật nhiều sức khỏe nha chú. Cảm ơn cháu nhiều. Dạ thì chú khám bệnh ở đây lâu chưa? Dạ coi như là ở đây là cũng nhờ chú Sáu, đây là coi như là chị bệnh là Tết nay cũng là 6 năm rồi. 6 năm hả? Ừ, mà giờ đi nó được rồi. Là trong 6 năm này đâu có tốn tiền tốn bạc gì ở đây hả? Cũng nhờ chú Sáu với anh Ba thì hỗ trợ rồi giúp đỡ luôn. Giúp đỡ không? Hoàn toàn miễn phí hết. Giúp đỡ miễn phí hết. Rồi giờ sức khỏe sao ơi? Khỏe giờ khỏe rồi nhưng mà đi còn chưa mạnh hơn. Đi thì chưa mạnh không? Mỗi lần mình lại đây mình đi được không? Mình đi yếu lắm. Yếu lắm ha. Dạ. Thì đây cho con gửi cho chú bao thư là 200.000. Chúc chú có nhiều sức khỏe nha. Cố gắng niệm Phật vô. Dạ mô Phật. Cảm ơn nghe cháu. Dạ. Rồi con chào chú. Dạ mô Phật. Trời ơi bữa hổm gặp chú này khóc quá chừng luôn quý vị ơi. Đó nữa. Đừng có khóc. Đừng có khóc. Khóc gì mạnh thì quên buồn lắm. Ha, cố gắng niệm Phật nha. Nhớ niệm Phật đi đừng khóc. Dạ mô Phật. Trời ơi đừng có xúc động. Nè có mạnh thường quân nước ngoài thấy thương chú quá nè. Đó rồi chú xúc động đó. Bởi vì không có thân tộc không bà có gì, ai gì, bà gì. Đây là cũng như nuôi cũng 7-8 năm nay rồi. 7-8 năm rồi. Bên này cũng vậy, chú Bảy này cũng vậy. Dạ. Là 7-8 năm rồi. Thành ra mình bảo quản hết trơn. Tình thương mến thương rồi. Lấy chú cũng như là thân tộc rồi. Vô luôn. Rồi, ok. Vâng, là nói đầu tiên Châu Phú thân ái kính chào quý cô chú, anh chị và các bạn. Thì kính thưa quý vị, hôm nay Châu Phú đại diện cho các mạnh thường quân đi đến để thăm cái nơi mà khám bệnh trị bệnh của chú Sáu Mâm quý vị. Thì đây là phòng chẩn trị y học cổ truyền An Bình quý vị. Ở đây là do chú Sáu Mâm đứng ra để giúp đỡ cho bà con bệnh tật tại nơi đây quý vị. Thì kính thưa quý vị, hôm nay là ngày 19 tháng 4 năm 2021, nhằm ngày mùng 8 tháng 3 năm 2021 âm lịch quý vị. Châu Phú thay mặt cho hai vị mạnh thường quân là chị Thủy Châu và ông Châu Văn Thạnh quý vị, để trao cái số tiền là mỗi một bao thư vậy đó là 200.000 cho các cô chú đang trị bệnh ở đây quý vị. Vì bà con đi đến đây trị bệnh y học cổ truyền có lẽ là cũng gặp khó lắm quý vị. Vì đa số bây giờ là đi vào trong bệnh viện quý vị, có tiền vào bệnh viện để trị thì bà con chắc có lẽ gặp khó lắm đây. Thì đi đến đây để trị và nhờ những cái phần thuốc Nam và nhờ những cái phần thuốc mà của chú Sáu bốc cho bà con thì cũng hết bệnh, nên càng ngày càng có nhiều cô chú đi đến quý vị. Thì qua đây Châu Phú mời quý vị và các bạn hãy đồng hành cùng Châu Phú để đi vào thăm các cô chú đang bị bệnh và được chú Sáu nuôi ở nơi đây nha quý vị. Rồi, đi. Dạ. Dạ thưa chú, thì ở đây là hiện giờ là có bao nhiêu người bệnh mà các chú đã nuôi ở đây? Ở đây gồm có coi như tổng cộng là 30 người bệnh. Dạ. Bệnh tai biến có, rồi bệnh thoái hóa cột sống, khớp, rồi thần kinh tọa đâu cũng có. Vậy ha. Coi như mình ở đây mình nuôi bệnh đây là coi như bảo quản hết trơn bệnh nhân, là coi như là ăn uống đồ này kia chơi cho bệnh nhân, đó là miễn phí toàn bộ. Còn đây chú này, đây chú là... Ba Nhẹ. Dạ chú Ba ha. Là chú hiện giờ đang làm gì ở đây chú? Nấu cơm. Nấu cơm rồi kiếm thuốc rồi tiếp giúp trong phòng thuốc luôn. Đây là kiếm thuốc nè chú, hay lại quay lại chú Sáu. Đây là chú Sáu kiếm thuốc luôn ha. Kiếm thuốc đó. Là đa số là mình hay tìm thuốc để chú đem qua cho tao bó. Dạ. Mới đi cắt gì nữa. Chút xíu nữa là trưa nay chắc chú cháu mình cũng có gặp nhau không chú? Gặp. Có ra đây thường có bị kiếm người kiếm thuốc trực tiếp đó, thuốc bó nhờ sao đậu này đó kiếm đó, mà bà con tao mới có hết bệnh đó. Vậy đó ha. Dạ mô Phật. Kiếm thuốc cho trực chiến vậy lắm. Dạ. Vâng, kính thưa quý vị, thì nay Châu Phú cùng đồng hành với hai chú đi thăm các bà con nha quý vị. Đi. Vậy là mình dạ ở đây ha chú. Vô đây trước thì cháu. Dạ. Đây là bệnh nhân
Dạ. À, bệnh nhân xin hỏi ở tại đâu? Vĩnh Thành. Dạ, Vĩnh Thành hả con? Ấp Trung Thành, dạ. Dạ, cô đến đây lâu chưa con? Đến đây lâu rồi. Chị đó ha, rồi cảm thấy sức khỏe sao cô? Đỡ rồi. Chị ha, thấy bà con ở đây chăm sóc cho mình sao cô? Im. Im ha, dạ dạ. Chu đáo. Chu đáo ha, dạ mô Phật. Chúc cho cô có thật nhiều sức khỏe nha cô. Thì thưa cô, hôm nay con đến đây là để gửi cho bà con nơi đây mỗi một cô chú gì đó là một bao thư trị giá 200.000 và cầu chúc cho cô có thật nhiều sức khỏe và gặp nhiều điều may mắn hơn nhé cô. Dạ, cảm ơn chú. Dạ, thì con thay mặt cho chị Thủy Châu và chú Châu Văn Thạnh đó cô. Tại xúc động hả? Đừng có xúc động, đừng xúc động nha. Đây cô. Khóc luôn. À, rồi rồi rồi, mô Phật. Cảm ơn nhiều chú. Dạ dạ dạ, rồi chúc sức khỏe nha cô. Dạ. Dạ. Rơi nước mắt. Mô Phật. Cố gắng niệm Phật nha cô. Cố gắng niệm Phật và sẽ khỏe hà. Dạ. Dạ. Ở đây là bệnh nhân ở bên đây đâu mất tiêu hết rồi. Vậy ha chú. Đây đi. Có nằm ở đây. À, không sao. Có gì chút xíu nữa mình thăm sao ha. Dạ. Mô Phật, con chào cô. Dạ thưa cô, thì hôm nay con thay mặt cho chị Thủy Châu và chú Châu Văn Thạnh đến để thăm các cô chú ở đây và gửi một bao thơ là trị giá 200.000. Bệnh nhân ông Sáu ông điều trị như vậy rồi thấy cái sức khỏe là sao rồi? Cũng đã đỡ rồi. Đỡ ha, kìa cái chân giật giật, cái chân đó bị sao? Liệt. bệnh là bệnh tai biến phải không? Dạ tai biến, liệt cái tai hết cái giò. Dạ dạ dạ, mô Phật. Dạ dạ dạ, rồi cố gắng niệm Phật lên là hết bệnh nha cô. Dạ cảm ơn. Dạ chú. Dạ mô Phật. Dạ chào cô. Dạ. Hôm nay con đến đây con thay mặt cho chị Thủy Châu và chú Thạnh để thăm cô và gửi cho cô một bao thư là trị giá 200.000 và chúc cô có thật nhiều sức khỏe nha cô. Cảm ơn chú. Dạ dạ dạ. Cảm ơn các nhà tài trợ. Dạ các nhà tài trợ hãy cố gắng niệm Phật nha. Thì bà con ở nước ngoài thì hướng về Việt Nam mình để mong bà con ở đây có thể niệm Phật để tiêu trừ bệnh tật ha. Con khỏe lại về với gia đình. Cảm ơn cậu. Dạ dạ mô Phật. Dạ con chào cô. Dạ thì hôm nay con thay mặt cho các mạnh thường quân á để gửi những phần quà đến các cô. Mỗi một bao thư là 200.000 và chúc cô có thật nhiều sức khỏe nha cô. Dạ dạ. Đây tai biến cậu ơi. Dạ tai biến ha. Dạ dạ. Đây cho con gửi ha. Dạ dạ mô Phật. Ngồi với con. Ồ chào chị. Dạ. Thì hôm nay em thay mặt Mạnh Thường Quân đến để thăm chị và có trao bao thư là 200.000. Dạ. Thì chị có thể chia sẻ là hiện giờ chị đang bị gì không vậy? Em bị té rồi bị tràn dịch khớp gối á. Rồi lại đây bó thuốc cũng đỡ rồi anh. Bao lâu rồi? Dạ cũng hơn tháng rồi. Hơn một tháng rồi ha. Dạ. Vậy là tốt rồi ha. Dạ. Trời ơi, sao mà té dữ vậy? Té xe. Vậy đó hả? Dạ. Rồi vậy là hôm nay Châu Phú đi đến đây trước thì thăm cô chú ở đây, sau đó có nhận số tiền của chị Thủy Châu và chú Văn Thạnh để giúp đỡ cho bà con nơi đây là số tiền 200.000 và chúc cho bà con nơi đây có thật nhiều sức khỏe. Em cũng tạ ơn cô chú, tạ ơn anh chị. Rồi rồi, cố gắng niệm Phật lên ha. Dạ. Cho cái chân mau lành để đi làm lại. Dạ rồi, cảm ơn. Dạ chào cô. Dạ cô, thì hôm nay con đến đây trước thăm các cô chú đây, sau đó con gửi một bao thư của chị Thủy Châu và chú Văn Thạnh cho cô là trị giá 200.000 và chúc cô có thật nhiều sức khỏe nha. Dạ cảm ơn. Dạ dạ, cố gắng niệm Phật ha. Dạ. Cô bị bệnh gì? Thoát dạng địa điểm với hai cái bị khớp gối. Vậy đó ha. Chị đi lâu chưa con? 8 tháng rồi, giờ nó cũng ổn rồi. Ổn rồi. Khỏe, dạ, khỏe dạ, thiệt dạ. Là khỏe rồi. Rồi rồi, mô Phật. Tốt quá. Dạ. 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 Kế tiếp ở đây ha. Dạ, chào ba. Dạ dạ. Cái bà ở đây là bị sao chú Sáu? Bị tai biến.
tai biến coi như là hết một nửa thân mình người rồi. Nửa thân người ha. Hôm đó tới nay chị để chị bệnh ở đây mà thấy ông Sáu ông hốt thuốc cho uống rồi chị khỏe nhiều không? Khỏe nhiều, đỡ rồi chứ. Rồi bữa nay chị khỏe mà ăn cơm được nhiêu rồi? Thì ăn chừng chén vậy đó. Có lý rồi. Dạ dạ dạ, mô Phật. Thấy cũng đỡ nhiều. Thì hôm nay con đến đây trước thăm cô ha. Sau đó con gửi tiền của chị Thủy Châu và chú Thạnh là cho cô một bao thư là 200.000. Rồi cầu chúc cho cô có thật nhiều sức khỏe và gặp nhiều điều may mắn hơn nhé cô. Dạ mô Phật. Cảm ơn. Dạ. Cố gắng niệm Phật lên để mau hết bệnh đi về. Nha mô Phật. Cảm ơn chứ. Dạ. Mô Phật. Dạ. Chào chị. Dạ thì hôm nay đến đây em thay mặt Mạnh Thường Quân để thăm cô chú anh chị ở đây ha. Chị có thể chia sẻ là chị bị bệnh gì hiện giờ đang ở đây chị? Bệnh thoái hóa cột sống nè. Đau lưng ha. Với nhất hai cái dạ. Chị ở đây lâu chưa? Gần 2 tháng nè. Gần 2 tháng rồi ha. Rồi chi phí ở đây có tính tiền gì không? Không. Là miễn phí hoàn toàn ha. Rồi thấy sao nó đỡ hơn nhiều không chị? Cũng đỡ rồi, cũng giảm bớt rồi. Giảm bớt hay còn đau nhức gì nữa không? Cũng còn mà ít à. Ít hơn ha. Dạ. Rồi mô Phật. Thì em thay mặt hai vị Mạnh Thường Quân gửi cho chị một bao thơ ha, 200.000 và chúc chị có thật nhiều sức khỏe nha. Dạ, cảm ơn. Về. Qua đây chú. Ủa cô này. Cô này là sao? Nè. Vậy hả? Rồi chúc qua luôn, xè qua luôn. Dạ gì ha. Dạ con chào bà. Dạ dạ mô Phật. À, thưa bà. Thì đi luôn. Một dọc luôn. Dạ. Thưa bà thì hôm nay con đến đây rồi con không. Khoan. Nói lại vô đó, nói lại không vô ha. Không có tắt em. Dạ con chào bà. Dạ mô Phật. Thưa bà thì hôm nay con đến đây là để con trước là thăm bà. Sau đó con có nhận số tiền của hai vị Mạnh Thường Quân gửi cho bà một bao thư trị giá 200.000. Và cầu chúc cho bà có thật nhiều sức khỏe và gặp nhiều điều may mắn hơn. Dạ dạ mô Phật. Dạ thì con bà có thường hay niệm Phật không? Có niệm nhiều lắm. Niệm nhiều lắm ha. Dạ. Rồi qua đây chặt thuốc nam với ông Sáu rồi chưa thì nhức mỏi thì nằm nghỉ lưng chút. Dạ. Thì qua đây cũng chặt thuốc nam tiếp vậy đó ha. Dạ dạ rồi. Lúc trước là bà có điều trị bệnh ở đây không? Cũng có uống thuốc nam nữa. Uống dạ, cũng dạ. Khỏe lắm, ông Sáu qua đi bộ khỏe lắm. Dạ, dạ, dạ. Có sức khỏe mình ngồi lần chặt thuốc rồi cũng dạ, 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 dạ. Cho bà con rồi uống rồi cũng mình Phật cho đã hết dạ, bệnh. Dạ dạ dạ. Tốt quá. Dạ nó mô Di Đà Phật. Xin chào bà. Ở đây ha. Dạ em chào chị. Sao chị đang cái này là đang chăm cứu hay chị? Dạ chị điều trị ở đây lâu chưa chị? Nhà gần mà cũng lâu rồi. Rồi chị bị gì? Nó bị thối hóa cuộc sống chứ nó muốn đau thành kinh tọ vậy đó. Vậy chăm đó cứu uống thuốc nam vô. Vậy ha chị. Thì hôm nay em thay mặt mà quý Mạnh Thường Quân đến đây thăm bà con ở nơi đây thì cũng có một cái phần quà gửi cho chị để làm cái chi phí đi tới lui hay là ăn uống gì tại đây ha, cho nó nhẹ bớt phần nào, là một bao thư 200.000 và cầu chúc cho chị có thật nhiều sức khỏe và gặp nhiều điều may mắn hơn nhé chị. Dạ dạ sớm bình phục nha. Dạ một phần. Dạ chào cô. Sao rồi, sức khỏe thấy sao rồi cô? Thấy nó cũng đỡ đỡ rồi, hôm đó nay cũng bị bệnh tốt quá cuộc sống như khớp nè. Vậy đó ha. Rồi lại đây chị bệnh cảm thấy. Cô chị đi lâu chưa? Mấy tháng nay ạ. Mấy tháng này. Ừ. Vậy đó ha, thấy cảm thấy sao rồi? Tôi đỡ nhẹ trong mình. Nhẹ trong mình nè, có dạ. Ai chăm sóc ở đây không mà nằm của mình lên vậy? Không, mình đi rồi mình về. Ở gần đi rồi về. Đi về ha, dạ. Đi kêu mướn xe đi hay sao?
Dạ, đi về về có người quen trở lại rồi đi về rước về. À vậy ha. Dạ, rồi. Dạ. Vậy thì con cũng thay mặt hai vị mạnh thường quân là chị Thủy Châu và chú Châu Quang Thạnh chợ Duyên với cô là 200.000 để đi xe tới lui ha, để mà trị bệnh cho mau khỏe đi về nha. Dạ cảm ơn anh Trường Quân, cảm ơn mấy rồi, chú mấy cô thì, dạ. Các cô chú thì cũng hướng về Việt Nam mình. Dạ. Cũng mong cho quý cô chú cố gắng niệm Phật vô. Dạ, để mau hết bệnh đi về. Dạ, cảm ơn Phật độ là mau. Dạ dạ. Dạ dạ mô Phật. Dạ con chào chú. À, thì hôm nay con thay mặt quý mạnh thường quân đi đến thăm cô chú ở đây á. À, thì con có một cái bao thư 200.000 để gửi cho chú để hỗ trợ chi phí mà đi tới đi lui. À, và chúc cho chú có thật nhiều sức khỏe nha chú. Dạ dạ cho con gửi ha. Rồi mô Phật. Dạ. À, qua đây Châu Phú mời quý vị và các bạn hãy đồng hành cùng Châu Phú đi qua bên cái điểm thứ hai nha quý vị. Bên đây là ai chú Sáu? Bên đây thì cái pha bên nam. Bên nam hay bên kia là bên nữ ha? Dạ dạ dạ. Pha chăm cứu có mấy ông thầy chăm cứu chăm luôn á, pha dạ. Nào chăm theo pha đó vậy đó. Dạ. Này pha dạ, nam. Chào cô. Bên đây bên là pha nam ha. Dạ. À, vậy là ở đâu ha? Dạ. Vậy là mình đi thăm bên đây trước ha. Đây. Dạ dạ. Chú ở đây là đang chăm cứu ha. Dạ, ông thầy chăm cứu. Dạ dạ, chào chú. Dạ, mô Phật. À, chú đang trị bệnh đó nha quý vị. Dạ chào bà. Dạ. Mô Phật. Thì thưa bà, hôm nay con thay mặt hai vị mạnh thường quân chị Thủy Châu và bà chú Quang Thạnh đi đến đây để thăm quý cô chú ở đây và có một bao thư để hỗ trợ cho mình chi phí đi qua đi lại để trị bệnh hay là có thèm gì để ăn vậy đó bà. Dạ dạ bà. Dạ, chúc cho bà có thật nhiều sức khỏe nha. Cảm ơn. Dạ. Dạ. Có thường niệm Phật không? Dạ có chứ. Đúng rồi, niệm Phật mới tan bệnh tật nha. Dạ dạ dạ. Mô Phật, chị con chào bà nha. Dạ. Cái này cũng bệnh nè, mà chú bớt rồi hết rồi chú ở tiếp nè. Dạ. Còn con chị bệnh luôn. Vậy đó ha. Dạ. À, chào chú. À rồi, vậy rồi, ha. Xuống. Vậy là chú là chị bệnh ở nơi đây. Dạ thì bây giờ là mình khỏe rồi ha. Khỏe nhiều rồi chú. Khỏe nhiều rồi. Dạ. Khỏe nhiều rồi, giờ mình ở đây đang mình làm tiếp luôn hay gì? Dạ, làm tiếp. Vậy hả? Rồi dạ. Vậy vợ con gì có đi chung với chú không? Dạ, vợ dạ, thôi lâu rồi. Dạ, là điên mình bây giờ là tính là làm việc thiện ở đây luôn, giúp dạ. Đỡ bà con luôn. Dạ. Trời tốt quá. Dạ. Dạ, mô Phật. Dạ. Cố gắng nha. Dạ. Rồi con cũng có nhận số tiền của hai vị mạnh thường quân gửi cho chú để mà hỗ trợ cho mình là có thể đi tới đi lui hay là mình có thèm gì đó xà bông gì đó. Dạ. Mình có thể sinh hoạt nha. Dạ dạ cảm ơn chú. Dạ dạ, dạ. Mô Phật. Dạ. Rồi. Cố gắng niệm Phật nha. Dạ. Dạ. Rồi, em chào anh nha. À, hiện giờ anh đang bị gì chú? Bị địa điểm thôi quá cổ cuộc sống cổ. Bởi gì? Ở tới Cà Mau, ở Đầm Dơi, Cà Mau. Đầm Dơi, Cà Mau ha. À, đi đến đây với ai anh? Điên mình à. Điên mình anh vậy đó hả? À. Rồi cô chú ở đây là bó cho anh vậy luôn đó hả? À. Vậy đó ha. Quá. À, bao lâu rồi anh? Mới tới bữa nay nó 3 bữa à. Thấy cảm thấy như sao? Bớt cũng, nhiều không? Cũng đỡ. Cũng đỡ ha. À. Rồi thì em đến đây để mà thay mặt hai vị mạnh thường quân là chị Thủy Châu và chú Văn Thạnh cũng gửi cho anh 200.000 để làm cái chi phí để đi tới đi lui vậy đó anh. Để khám bệnh tại đây ha. Dạ không cho hay. Rồi chúc anh có nhiều sức khỏe nha anh. Dạ. Rồi. Cảm ơn. Dạ dạ. Mới qua là dạ 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 mô Phật. Dạ chào chú.
chỉ đường lên xuống là dưới 6 đó. Vậy đó ha. À vậy là ơn nhiều. Ở dạ. Trên Hòa Hảo á. À trên Hòa Hảo ha. Bữa điện đó. À vậy là bữa là chủ điện cho 6. Con đó ha. Dạ, cảm ơn vâng. Nhiều. Dạ, dạ. Quá bệnh rồi cũng. Dạ dạ. À, xuống đây có thứ 6 rồi. Dạ dạ. Vâng, kính thưa quý vị thì đây là một người chú đã gọi cho Châu Phú quý vị. À thì bị bệnh. Nhưng mà đang gặp hoàn cảnh khó khăn thì ở chảnh là cô chú là gom tiền để cho chú đi xuống đây hả? Dạ được 300.000. Được 300.000 đi tiền xe xuống đây. Dạ. Rồi thương quá. Thì đi chú Sáu dắt rồi. Là đi tới đây rồi điện cho chú Sáu hả? Chú Sáu chỉ đường vô đây luôn. Chị đó ha là với em chỉ đó, đi ra ăn luôn đi vô là xe nó đưa tới chỗ luôn. Đưa tới chỗ luôn ha. Quá mừng. Rồi hổng gài mấy ngày nay, 3 ngày nay sao rồi cảm thấy sao? Đang sắc thuốc uống. Sắc thuốc đây nè ha. Dạ. Dạ, sáu qua dạ. Mạch 5 tháng còn uống 5 tháng uống ha. Để coi coi sao rồi nó ấy rồi rồi, rồi tính là mình hết bệnh rồi mình có làm giúp bà con ở đây luôn vậy chứ giờ cảnh không vợ không con thì xong rồi làm học trò đệ tử luôn đi gì dữ là đi luôn ha. Thì anh nó tâm nguyện với em vậy rồi rồi rồi, rồi mô Phật theo quý vị thì những cái tấm lòng bà con được cái sự giúp đỡ quý vị cũng muốn là giúp đỡ ngược lại những bà con khác quý vị đó rất là tốt. Dạ 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 để giúp đỡ luôn ha thì mong cho chú mau hết bệnh thì cũng hai mặt hai vị mạnh thường quân gửi cho chú là một bao thư trị giá 200.000 chúc nhiều sức khỏe nha. Cảm ơn chú Phú này. Rồi rồi mô Phật đây chỉ là tốt rồi. Dạ dạ dạ. Có tên được. Chào chú. Dạ mô Phật. Dạ dạ mô Phật ha. Dạ dạ đó mô Phật lại cái nó đâu mô Phật. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. À, chú là bị bữa hổm chú kể chú, là bị sao này tên được. Dạ. Coi như hôm đó bị tai biến coi như là bị chở tới chở lui là chở qua Long Xuyên đó là cũng ba đợt rồi. Dạ. Đồng đàn này nuôi thân tộc của đà của chú là kể như là chú được nè lấy chú là thân tộc đó. Vậy đó ha. Giờ bây giờ hiện bây giờ nuôi là suốt luôn rồi. Nuôi suốt luôn ha. Đã 8 năm năm nay rồi. Dạ. Dạ này dạ. Chú 8 năm rồi ha. Ừ, 8 năm rồi đó. Dạ, bây giờ sức khỏe sao rồi? Ổn không? Khỏe không? Khỏe. Khỏe ha. Dạ mô Phật. Thì con thay hai vị mạnh thường quân. Dạ. Gửi cho chú bao thư 200.000 có thèm gì mua ăn nha. Dạ. Dạ mô Phật. Mô Phật. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Thương quá quý vị ơi. Dạ, ăn chào. Dạ con chào chú. Dạ thì hôm nay con đến đây thì trước thì thăm chú ha, sau đó con cũng gửi cho chú một cái bao thư của hai vị mạnh thường quân tài trợ và chúc cho chú có thật nhiều sức khỏe nha chú. Cảm ơn cháu nhiều. Dạ thì chú khám bệnh ở đây lâu chưa? Dạ coi như là ở đây là cũng nhờ chú Sáu đây là coi như là chị bệnh là tết nay cũng là 6 năm rồi. 6 năm hả? Mà giờ đi nó được rồi. Là trong 6 năm này đâu có tốn tiền tốn bạc gì ở đây hả? Cũng nhờ chú Sáu với anh ba thì hỗ trợ rồi giúp đỡ luôn. Giúp đỡ không? Hoàn toàn miễn phí hết. Giúp đỡ miễn phí hết. Rồi giờ sức khỏe sao ơi? Khỏe giờ khỏe rồi nhưng mà đi còn chưa mạnh hơn. Đi thì chưa mạnh hơn. Mỗi lần mình lại đây mình đi được không? Đi yếu lắm. Yếu lắm ha. Dạ. Thì đây cho con gửi cho chú bao thư là 200.000. Chúc chú có nhiều sức khỏe nha. Cố gắng niệm Phật vô. Dạ mô Phật. Cảm ơn cháu. Dạ dạ. Rồi con chào chú. Dạ mô Phật. Trời ơi bữa hổm gặp chú này khóc quá chừng luôn quý vị ơi. Đó nữa. Đừng có khóc. Đừng có khóc. Khóc gì mạnh thường quân buồn lắm. Ha, cố gắng niệm Phật nha. Nhớ niệm Phật đi đừng khóc. Dạ mô Phật. Trời ơi đừng có xúc động. Nè có mạnh thường quân nước ngoài thấy thương chú quá nè. Đó rồi. Chú xúc động đó. Bởi vì không có thân tộc không bởi có gì, ai bởi vì đây nha. Là cũng như nuôi cũng 7-8 năm nay rồi. 7-8 năm rồi bên này cũng vậy. Chú Bảy này cũng vậy. Dạ dạ là dạ, 7-8 dạ. Năm rồi thành ra mình bảo quản hết trơn tình thương mến thương rồi. Lấy chú cũng như là thân tộc rồi đó. Dạ dạ mô Phật trợ giúp đây cho con gửi cho chú 200 nha. Rồi của chị Thủy Châu và chú Văn Hạnh. Cảm ơn đi, cảm ơn. Mô Phật được cô rồi. Rồi chúc nhiều sức khỏe nha chú. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Thương quá. Lần nào cũng khóc chân, khóc này chắc thâm hoài quá. Đừng khóc nữa. Trời ơi. Đừng khóc nữa, cố gắng niệm Phật nha.
Dạ em chào anh. Dạ mô Phật. Sao rồi, sức khỏe hôm nay sao anh? Cũng khỏe rồi. Vậy đó ha. Cái này là đang này là đang sung điện hay sao chú? Sung điện. Vậy đó ha. Bớt đau nhức nhiều chưa? Còn tê. Còn tê ha. Dạ. Rồi hôm nay đến đây em thăm anh ha. Cũng chúc cho mau lành bệnh nha anh. Cố gắng mình cố gắng niệm Phật vô mới mau hết bệnh được. Ha, thường niệm không? Dạ. Vậy ha. Thì kính quý vị thì, bên cô chú á, ai mà bên đạo Phật á thì niệm Nam Mô Di Đà Phật, còn ai mà bên đạo Chúa thì niệm Chúa nha quý vị. Bên nào cũng là khuyên bà con tu hiền thôi quý vị. Qua đây chú Phú xin gửi cho chú thay mặt hai mạnh thường quân ha, gửi cho anh đi một bao thư 200.000, cái tay nắm không được thôi em để đây đi ha. Rồi mô Phật. Dạ dạ em niệm Phật. Rồi mô Phật. Ồ chào anh. Dạ dạ. Đây là anh bị sao chú? Cái tay thận rồi tay biến, đi cái giò đi không được, mà chỉ mấy năm nay rồi, năm nay đi được rồi đó. Vậy đó ha, là đi được ha anh. Rồi rồi. Vậy thì hôm nay em đến đây thăm anh. Thì sau đó gửi cho anh một bao thư trị giá 200.000 của hai vị Mạnh Thường Quân nha. Dạ em cảm ơn Mạnh Thường Quân. Dạ rồi bây giờ mình đi tới đi lui được rồi ha. Dạ rồi, chống gậy đi lụp cụp được rồi. Vậy đó ha. Dạ. Rồi chắc cũng là Phật độ mới được vậy đó nha anh. Dạ. Cũng cố gắng niệm Phật nha. Dạ. Rồi vậy em thay mặt hai vị Mạnh Thường Quân gửi cho anh bao thư 200.000. Dạ rồi cảm ơn anh. Rồi rồi mô Phật nha. Dạ. Dạ. Dạ em chào anh. Dạ. Sao anh cái tay sao rồi? Dạ tay biến anh ơi. Cái tay này là bị tay biến ha. Dạ dạ. Thì đâu tay biến mình bó thuốc vậy hả chú sao? Dạ, có bó thuốc cho nó thông đường mạch máu nè, cho mau hết bị cái dạ. Nó tắc nghẽn đường mạch máu đó. Tắc nghẽn ha. Rồi là nó qua tay biến. Dạ dạ. Thành ra bó thuốc này nó thông. Anh ở đây vậy là lâu chưa? 6 tháng rồi. 6 tháng ha. Ừ. Là chú Sáu đây là với cô chú là chăm sóc cho mình 6 tháng rồi. À dạ. Sao anh đi với ai? Dạ đi mình. Trời ơi. Em quý vị, ở đây bà con không có thân nhân nhiều thì đi đến đây thì được cô chú ở đây cũng lo vậy đó quý vị. Thấy rất là thương. Thì thưa anh em cũng thay mặt hai vị Mạnh Thường Quân để gửi cho anh một bao thư để hỗ trợ nhiều khi mình có thèm gì hay là xà bông hay là cái gì đó bất cứ ha. Dạ. Mua. Cảm ơn Mạnh Thường Quân. Dạ. Dạ, dạ, dạ. Cảm ơn nha. Chúc sức khỏe nha. Dạ, dạ. Cố gắng niệm Phật cái tay mới mau hết đó. Dạ dạ dạ. Ha, dạ mô Phật. Dạ. Dạ mô Phật. Dạ con chào chú. Dạ thưa chú thì hôm nay con thay mặt hai vị Mạnh Thường Quân thì đến đây để thăm chú và có một cái phần quà nhỏ nhỏ để hỗ trợ cho mình những gì mình cần thiết đó chú. Là một bao thư 200.000 và chúc chú có thật nhiều sức khỏe nha chú. Chú bị sao vậy? Dạ bị tê nó nhức đi té rồi bây giờ qua đây bây giờ đỡ nhiều đi được. Đi được ha. Rồi mô Phật. Bó vậy đó ha. Dạ, ở đây là cô chú bó cho chú luôn đó hả? Dạ, hay là tự anh? Có vợ theo mà vợ nấu thuốc rồi. Nấu thuốc rồi ha. Dạ dạ dạ, dạ. Mô Phật. Rồi dạ, chúc sức khỏe nha chú. Đây cho con gửi bao thư 200 nha. Dạ dạ, dạ, dạ mô Phật. Dạ dạ mô Phật, con chào bà. Dạ. Ủa vậy là bà đi bằng chiếc xe lăn này hả? Giờ cũng có quyền cái lưng thì nó gù nó cưng ngay bây giờ mặn không nổi cũng hoàn cảnh không muốn ai muốn vậy nữa. Dạ 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 chú cũng mạnh khỏe giỏi nha. Không không bây giờ chờ bà sao dạ, cái này dạ, con thay mặt mạnh dạ, thăm cô thôi dạ, mô, chúc cho cô có nhiều sức khỏe nha. Dạ dạ, dạ mô Phật nha. Đây thì hai vị Mạnh Thường Quân gửi cho cô một dạ, bao thư dạ, là chị Thủy Châu và chú Quang Thạnh. Dạ, dạ, chúc dạ, cô có nhiều sức dạ, khỏe. Dạ dạ, cảm ơn chú nha. Cố gắng niệm Phật dạ, vô. Dạ dạ, mô cái giờ gì mình Phật. Bị gì là niệm Phật dạ, là cái dạ, dạ, có mình khổ thở có kiếp sau mình dạ, dạ, lên cho luôn dạ, dạ, ha. Dạ dạ, cảm ơn chú dạ, dạ, nha. Dạ, hỏi long qua luôn. Dạ mô Phật.
Ồ, con chào chú. Dạ, dạ nằm bình thường ha, nằm bình thường ha. À, hôm nay con đến đây thì cũng trước thăm cô chú đây, sau đó là cũng thay hai vị mạnh thường quân gửi cho cô chú để mà hỗ trợ một cái phần quà là 200.000 ha, để mà làm cái chi phí mà mình tới lui hay là sinh hoạt gì đó ha. Thành phố mô Phật. Cảm ơn các mạnh thường quân. Bây giờ mình bớt nhiều chưa? Thấy mấy bữa nay đỡ cái vỏ cũng nhẹ. Đỡ ha, bữa rồi tới đây lâu chưa? Cũng mấy ngày, 5-6 ngày. 5-6 ngày nhưng mà giờ nhẹ ha. Dạ, với nó còn tê tay. Tê cái tay ha, rồi cố gắng mấy 5-6 ngày mà vậy là tốt rồi ha. Cố gắng niệm Phật nữa thì mau hết nữa. Dạ, tối ngủ cũng có niệm Phật. Dạ, nó đang làm gì niệm Phật cũng được rồi. Dạ. Ha, rồi, mô Phật nha. Rồi, rồi, chúc sức khỏe nha anh. Dạ, dạ. Rồi, con chào cô. Dạ, một vòng lại trở lại cô ha. Rồi hôm nay con đến đây thì con thăm cô. Dạ. Trước thăm cô thì sau đó con cũng có cái phần quà của hai vị mạnh thường quân. Dạ. Để gửi cho cô chú ở đây mỗi một vị là 200.000. Dạ. Đây cô. Chúc cô sớm bình phục. Chú ơi, nghe chú. Dạ dạ dạ. Cô ở gần đây không? Ở bên người bé bên ở bên Long Xuyên đó chứ. Vậy đó hả? Dạ. Dạ. À, rồi bao lâu mình mới qua đây mình trị gì đấy? Từng đi qua một lần. Một tuần là đi qua đây một lần vậy đó ha. Rồi. Cái giò nó tê vì ta biến hai lần rồi đó chú. Vậy đó hả? Nhưng mà đi cái giò nó còn nhắc nhắc đi chưa có được ấy. Dạ dạ dạ. Vậy thì chú sao? Chúc cô có nhiều sức khỏe nha. Dạ. Dạ, dạ. Gặp nhiều điều may mắn. Dạ, cảm ơn chú. Vợ con dạ. Hai lần vậy là có bằng độ rồi đó. Biến hai lần hoạt độ đó. Dạ, tối cúng là bữa nào cũng thỉnh nó cúng uống hết chứ. Dạ, biết. Dạ. Ai cũng nói tôi nhờ Phật độ đó. Dạ, dạ, dạ. Tối là tôi phải cúng, hả? Rồi tôi thỉnh nó cúng tôi uống hết. Dạ, vậy đó dạ. Ha. Dạ, mô Phật. Bởi vì hai lần mà còn khỏe gì là đỡ lắm rồi. Dạ, dạ, dạ. Rồi, chúc cô sức khỏe nha. Dạ. Dạ. Đây ha, anh nãy giờ là chăm cứu mà chưa xong nữa ha. Bấm nguyệt ha. Dạ thì anh vậy là anh điều trị ở đây lâu chưa anh? Anh ở nhà đi lại đây cũng khoảng hơn tuần. Hơn một tuần rồi ha. Thấy sức khỏe sao? Thấy ổn mà. Thì cũng bớt cũng đỡ vậy, đi tới đi lui vậy đó ha. Dạ thì em thay mặt hai vị mạnh thường quân gửi cho anh bao thư 200.000 để hỗ trợ cho anh cái chi phí đi tới đi lui để khám bệnh nha anh. Cho mấy người khác đi. Cho mấy người khác ha. Rồi rồi, cảm ơn nha. Là anh còn không có nhận quý vị thì anh có thể đi tới đi lui để trị bệnh quý vị. Vậy là còn cô chú nào nữa không chú? 30 phần mà bây giờ con còn 4 phần đây. Còn dạ. Đà đâu nữa không anh? Hết luôn nữa hết. Vâng, kính thưa quý vị. Vậy là Châu Phú còn lại 4 bao thư quý vị. Thì Châu Phú giữ đây. Vậy là tổng cộng giao của gửi cho các cô chú ở đây là 26 bao thư như vậy. Của chị Thủy Châu và chú Văn Hạnh. Châu Phú xin giữ lại đây là 4 bao thư để gặp bà con nào nghèo gặp khó khăn á quý vị có thể giúp đỡ nha. Qua đây qua đây chú Sáu có câu nào nói với hai vị mạnh thường quân chú? Con Thủy Châu phải. Thủy Châu và chú Văn Thạnh. Cô gì? Cô Thủy Châu và chú Châu Văn Thạnh. Châu Văn Thạnh. Dạ. Tôi xin thay mặt cho phòng thuốc ấp An Bình, xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang là để đa tạ công đức của cô Thủy Châu để trợ giúp cho bệnh nhân để qua cơn khổ một nắm khi đói bằng một gói khi no. Và cảm ơn cô Thủy Châu và chú Châu Văn Thạnh. Chú Châu Văn Thạnh. Dạ, dạ. Là để đa tạ công đức cho quý vị dạ. Ở bên nước ngoài để trợ giúp cho bệnh nhân. Dạ. Dạ, dạ. Thành thật cảm ơn nhiều. Dạ dạ, mô Phật. Vâng, kính thưa quý vị thì hôm nay Châu Phú làm tới 3 video lận quý vị. Nhất là trao quà cho các bà con nơi đây. Thứ hai nữa là sẽ hỗ trợ những cái phần gạo, mì, bột ngọt, nước tương vân vân quý vị. Và giúp đỡ cho vào gửi một số tiền quý vị. Để cho chú Sáu có thể là nuôi các bà con bệnh ở đây hay là phụ giúp cho tiền mà chú Sáu cho những cái hàng từ thiện á.
cuối cùng thì Châu Phú cũng nhờ quý cô chú để cầu nguyện quý vị cho quốc thế dân an và hồi hướng công đức cho quý mạnh thường quân quý vị. Thì qua đây Châu Phú cũng xin tạm biệt quý vị tại đây. Không quên chúc quý vị và các bạn có thật nhiều sức khỏe và gặp nhiều điều may mắn nhé. Mong quý vị đón xem video thứ hai của Châu Phú là phần trao những cái phần quà đó và cầu nguyện cho quốc thế dân an nha quý vị. Thân ái kính chào và tạm biệt nhé. Vâng, kính thưa quý vị, thì hiện giờ Châu Phú phát một vòng rồi, còn dư lại 4 bao thư tính để dành để cho bà con nghèo để giúp đỡ quý vị. Thì được biết là cô chú ở đây nhắc là ở đây là còn 2 bệnh nhân hiện giờ đang bị thẳng ứ nước hả chú? Thẳng ứ nước rồi, thẳng ứ nước chạy đi bệnh cũng có tuần lễ rồi, đi bệnh về chiều nay về, chiều nay về bệnh nó bệnh rồi đưa tin về, nghèo rất nghèo, rất nghèo ha, rất nghèo luôn vậy đó hả? Hai người này rất nghèo luôn, hai người này rất nghèo, người em nuôi người chị mà nghèo lắm mà đi cũng như là sống nhờ xã hội giúp đỡ như đó. Rồi. Trời ơi, mô phật. Vậy đó. Quý vị ơi, còn khó khăn lắm. Hiện giờ Châu Phú còn lại 4 bao thư, thì chú ơi làm ơn cho con gửi lại cho hai vị này nghèo quá thì gửi cho 4 bao thư luôn. Rồi vậy là tôi đại diện rất rất cảm ơn cái con ở cái bên thấy ở đây sao thấy khổ lắm hả con? Khổ lắm thiệt, còn đi dò gắn xương trong bóng hết trơn. Bây giờ nè chú. Dạ. Mỗi lần con bị thẳng ứ nước nè. Cái rễ của cây cây ngái á và củ các loài chặt ra nấu nước uống thì đó xấu hết trơn luôn à. Rồi con cũng tiêm cũng là bị đa bệnh luôn, bệnh cái nội tạng nó bị hết trơn, nhưng mà bây giờ mình tiêm từ từ mình kết hợp thử coi cái thận trước, tại vì cái thận nó mới chuyển qua mấy cái kia. Con mỗi lần con chị 3 năm không hết mà con uống cái đó hết vậy đó. Dạ. Đi qua bệnh bác sĩ nói nếu mà đi trễ có chừng nữa tiếng hoàng tiếng hồ nó không thể chết. Bởi vậy nó ghim vô rút nước ra, tại vì thuốc tây con uống một lần tái đi tái lại hoài. Cũng hữu duyên cái chú kia ông nói con của tao bị bệnh gì đó uống hết, bây giờ mày uống đi hết trơn, bác sĩ ngạc nhiên luôn. Ngạc nhiên. Có nhiều bệnh là bên khoa đông y với nam y mình trị rất hay. Thuốc tây uống không hết vậy, thuốc tây uống không hết, uống 3 năm đó nó hết hai trái, cái lâu lâu bị lại bên đây, lâu lâu bị bên kia, mà con uống hai ấm hết trơn. Rồi cái rễ cây ngái với lại cây củ cắt lòi rồi chặt ra nấu nước uống. Rồi cảm ơn, rồi không có hai gì nữa nhớ. Dạ dạ, mô phật. Qua đây Châu Phú cũng chân thành cảm ơn những tấm lòng vàng của quý mạnh thường quân đã gửi đến các bà con nơi đây. Chúc quý vị có thật nhiều sức khỏe nhé. Cái này video cuối rồi, nãy có chút rồi. Dạ dạ chào, dạ dạ chào luôn. Kính thưa quý vị và các bạn, thì đây cũng là một người bệnh quý vị. Thì chú nãy giờ đi giặt đồ nên lên trễ, Châu Phú còn 4 bao thư phát cho người nghèo hết luôn rồi. Bây giờ chị Thí Châu em chết thêm 200 nữa gửi cho chú để hỗ trợ cho chú đi tới đi lui nha chú. Chúc sức khỏe nha. Dạ dạ dạ, mô phật mô phật. Dạ dạ, đây chú cho con gửi 200. Rồi rồi rồi, con chào ha, cố gắng niệm phật. Dạ dạ rồi, vậy hả chú.